Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lại này. Cô chào các con. Các con ăn Tết có vui không? Rồi ok, rất cảm ơn các con. Đã sẵn sàng học tiếng Anh chưa? Rồi ạ. Bây giờ chúng mình đã đi cùng với nhau được 3 tuần rồi. Là 3 tuần trước rồi đúng không? Coi như 1 tháng đi. Và cô Hạnh đã hứa là sẽ đồng hành với các con 6 tháng. Vậy thì các con còn mấy tháng học cùng với cô nữa nhỉ? 5 tháng đúng không? Bây giờ mình phải trân trọng cơ hội này. Mình trân trọng cơ hội, mình chỉ có 5 tháng nữa thôi. Và cái tháng này ấy, tháng đầu tiên trong 5 tháng thì chúng ta sẽ nạp kiến thức nhá. Và cái phương án của chúng ta đó là chúng ta sẽ hướng tới cái việc là chúng ta làm hướng dẫn viên du lịch nhí đi, được không? Và tất cả các cái chủ đề của chúng ta sẽ xoay quanh các cái chủ đề thường ngày của các con và đặt ra các cái tình huống khi mà mình gặp các người khách du lịch thì mình sẽ nói gì với họ. Ví dụ trong tuần này chúng ta sẽ học về chủ đề festival là lễ hội đúng không? Mà các con biết rằng lễ hội thì là những cái đặc sắc văn hóa của Việt Nam của chúng ta và thu hút rất là nhiều khách du lịch. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm thế nào để có thể nói lên được cái điều đấy. Thế đầu tiên thì hôm qua cô đã gửi cho các con cái bài chuẩn bị là bài nói chuẩn bị. Bây giờ nếu mà bạn nào đã có bài nói rồi thì bạn ấy nói cho cô nghe. Nào bây giờ bạn nào nào? Rồi bạn Linh, mời bạn Linh nhá. Các bạn nghe bạn Linh nói. The teacher and friends, as we already know, Jesus had a very special festivity here in Vietnam. This is Lunar New Year in Vietnam. This is occasion is quite expected by many people. It is considered the most popular event. The festival often takes place from in December to early January calendar week. There are plenty of planned activity during this occasion that Có vẻ là mạng của Linh hơi kém một chút Linh ạ. Bạn ấy đang bị đơ rồi. Bạn Linh có chuẩn bị bài trên máy tính không? Có chuẩn bị bài trên Word không? Hay là viết ra giấy? Đợi bạn Linh một chút. Cô em vừa bị đau. Rồi, không sao. Cô hỏi Linh này, Linh có chuẩn bị bài trên Word không? Hay là em chuẩn bị bài trên giấy? Em chuẩn bị bài trên giấy đúng không? Thế lần sau chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ chuẩn bị bài trên trên Word nhé. Để cô có thể show ra đây để cô xem là con đọc, con nói ấy, thì có cái từ nào mà nó đang chưa chính xác về phát âm hay không để cô sửa cho con. Rồi bây giờ con cứ nói lại đi, con nói lại đi. Nói lại từ đầu. Có nếu như mà con có thể chụp được cái hình ảnh ấy, của cái bản Word đấy thì cô để cô xem. Nếu mà lần sau thì các con sẽ gửi bài trước cho cô nhé. Nếu mà lần sau thôi được rồi. Bây giờ Linh cứ làm, Linh cứ nói đi. Giờ con cứ nói đi, Linh cứ nói đi. Em nói xong có từ gì nữa mà em cảm thấy các âm tiêu chuẩn thì em phát. Ok. Rồi, con nói đi. Hơi nhỏ, Linh ơi. Tiếng của con hơi nhỏ đấy. Con có thể cho sát cái micro vào miệng. Giờ con nói đi. As we already know, Jesus had a very special festivity in Vietnam, which is Lunar New Year in Vietnam. This occasion is celebrated by many people. Rồi.
Mạng của bạn Linh lại bị đơ rồi. Các con có nghe, con có thấy đường truyền của cô có tốt không? Các con có nghe thấy cô nói được tốt không? Bạn Linh đang dùng máy tính hay là điện thoại mà cứ ao ra ao vào liên tục đấy? Bạn bạn Linh dạo này là cô thấy bạn Linh phát âm rất là tốt so với trước, so với hôm đầu tiên cô gặp bạn bạn Linh ở trên trạm tấu thì bạn Linh phát phát âm tốt hơn rất là nhiều đấy các con ạ. Rồi Linh đã xong chưa? Bây giờ con đọc lại đi. Đọc đến đoạn rồi. Con đọc lại từ đầu. Dí sát cái micro vào. Dí sát cái micro vào miệng nhá. Very special festivity here in Vietnam, which is Lunar New Year in Vietnam. This occasion is like expected by the festival often takes place from end of December to early January lunar calendar. It is consistent. Rest the most popular events. There are plenty of fun activities during this festival. It is one of very few occasions that everyone must have for each other. The family is together, which is goodbye, year old, and hello new year. First, we are must clean up the house and decorating. The house is especially a peach tree in the house. The peach tree is needed to give people a life, a peach, a peace and happiness. The next we will make chung cake and eat feces and sacrifice to the North Star in the Lunar New Year. We are very happy. We often come in to celebrate every home. We are first money church eating delicious food like chung cake roast. I love it. Ok, rất là tốt. Bài của bạn Linh rất là tốt. Tuy rằng là các con đây, các con bất trật tự quá. Cô không nghe được bạn nói gì nhiều cả nha. Cô nghe không rõ Linh nói gì đâu bởi vì các con mất trật tự quá, nhớ chưa? Khi mà bạn nói thì chúng ta sẽ trật tự một chút để nghe bạn nói này. Rồi, hôm nay thì bạn Linh có chuẩn bị một bài, tuy nhiên là các bạn khác thì chưa chuẩn bị bài đúng không? Rất là hoan nghênh bạn Linh này. Rất là hoan nghênh bạn Linh nha. Nhưng mà hôm sau thì chúng ta sẽ chuẩn bị bài theo nhóm được không? Thì cho nó dễ nha, chuẩn bị bài theo nhóm. Các cái chủ đề chúng ta sẽ chuẩn bị bài theo nhóm. Và bây giờ thì cô sẽ giới thiệu cho các con một cái bài nói về Tết nhé. Các con có đang nhìn thấy màn hình của cô không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Hello everyone, I'm Kai from Vietnam. Today I'm going to tell you about Tết holiday for Lunar New Year in Vietnam. It is the most important celebration of Vietnamese culture. Now, preparation is an essential part of Tết. You have to clean and decorate your house. The Vietnamese do this because they believe that that gets rid of last year's bad luck and brings in good luck for the new year. In the days leading up to Tết, open flower market is full of two typical flowers for Tết, the peach and the apricot flowers. Flowers is a very important part of this. So, go out and buy some. Especially the indispensable symbolic types, like the peach blossoms in the north and the yellow apricot blossoms in the south. The traditional cakes for Tết are bánh chưng and bánh tét. Traditionally, family members gather to wrap bánh chưng and bánh tét for Tết and keep washing the fire overnight. Thank you.
Vietnamese people make mứt from different kinds of fruit. Each kind of mứt has a distinct flavor and taste. In this video, you will see the process of how to make candied ginger, also known as mứt gừng in Vietnamese. It starts from boiling ginger with sugar until it crystallized or completely dry. Then they can separate them into pieces by hand if needed, and finally put them in bags. As you can see, it's totally handmade. The first day of tea, everyone dresses in new attire. Children and young people eagerly await for lucky money and advice from parents or grandparents for the coming year. Day is the time for paying respects to the ancestors and the elders. The true meaning of day is the time for family reunion. Day is for going home. Do you want to know how to say Happy New Year in Vietnamese? It is Chúc mừng năm mới. Thank you for watching. Wow, it's so cool. Rồi, ok. Thế là chúng ta rồi, và bây giờ cô sẽ cho thêm một cái nữa nhá. Bây giờ cái này tốt hơn này. Chào mừng các bạn đến với chương trình Luyện Nói Tiếng Anh qua các chủ đề thực tế của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thời điểm này có lẽ các bạn đang chuẩn bị về quê ăn Tết đúng không? Tết là một trong những ngày nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt và là thời điểm tuyệt vời để quay về với gia đình sau một năm làm việc vất vả. Vậy để nói tiếng Anh về Tết thì chúng ta nói như thế nào? Hãy bắt đầu cùng chúng tôi với chủ đề Tết Holiday. Come on. Rồi, các con đây, các con nhìn đấy, đây là một cái buổi quay phim ấy, trải nghiệm thực tế của những cái bạn mà bạn ấy ở một trung tâm tiếng Anh và bạn ấy đã nói như thế này và chúng ta hoàn toàn có thể làm được như họ. Thế chưa nào? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được như họ nhá. Bây giờ xem một important này. Holiday in Vietnam is a Tết or Vietnamese Lunar. Rồi, chúng ta vừa nãy có bạn Linh có nói là special gì nhỉ? Một cái special festival đúng không? Một cái lễ hội rất là đặc biệt ở Việt Nam ấy. Thì ở đây người ta nói rằng là the most important holiday là gì nhỉ? Cái lễ hội, cái kỳ nghỉ quan trọng nhất ở Việt Nam đó là Tết đúng không? Hoặc là nói là Vietnamese Lunar New Year. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đọc theo cô nhé. Đọc theo cô cái dòng này này. Ok. The most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. Các bạn đọc đi, các bạn đọc đi. Tắt mic rồi đọc cũng được, tí nữa cô sẽ gọi. Các bạn đọc nha. Ok. The most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. Nào, tí nữa cô sẽ gọi một bạn đọc đó. New Year. The meaning of Tết is welcoming spring. Rồi. The meaning of Tết is a welcoming spring. The meaning of Tết is welcoming spring. Spring based on the Vietnamese lunar calendar. Based on the Vietnamese lunar calendar. The calendar là lịch đó. Lunar calendar là lịch âm lịch nha. Based on dựa trên. It happens from the first day to the third day. It happens from the first day to the third day of lunar January. First day to the third day. Từ mùng 1 đến mùng 3, okay? Của cái tháng 1 lịch âm ấy. Of lunar January. You know, Tết is an occasion for family reunion. Rồi. Tết is an occasion for family reunion. Reunion, okay, reunion, rồi gia đình đoàn tụ, reunion, cái này rất là hay. Reunion is also the great time to forget. It is also the great time to forget all the sadness and frustration. All the sadness and frustration to return home. To return home after a busy year. After a busy year. If you come to Vietnam. If you come to Vietnam in Tết holiday. Các bạn đọc theo cô nhé, gọi là đọc buổi đó. If you come to Vietnam in Tết holiday. In Tết holiday, you will understand more about. You will understand more about many traditional customs. Such as. Many traditional customs. Such as visiting. Such as visiting a person's house on the first day of the new year. A person's house on the first day of the new year. Ancestor worship. Ancestor worship or Happy New Age. Or Happy New Age. Tết is happy time.
Tết is a happy time for all people. For all people to cook special traditional. To cook special traditional fruits. No foods. To clean houses or to visit. To clean houses or to visit graves of their ancestors. Ancestors. Visit graves of their ancestors. Although each region and religion has its own customs. Region and religion has its own customs, but generally it can be. But generally, it can be divided into three periods, known as. Divided into three periods, known as before New Year's Eve, New Year's Eve, and the New Year. Eve, New Year's, and the New Year. The New Year. Tet cuisine is an extremely important part. Extremely important part. So housewives prepare many typical foods for Tet, such as chung cake, Vietnamese sausage, boiled chicken, stewed in syrup, and coconut juice, picked onion. Candied fruits. Coconut juice. Pickled onion. Chúng ta có cái này là picked onion. Candied fruits. There is an interesting custom in Tet holiday. It's called Happy New Year. There is a very interesting custom in Tet holiday. It's called Happy New Age. That means you give money to children and... It means you give lucky money to children and the elders. The elder. These red envelopes contain money. These red envelopes contain money. And do you know how much it contains? Do you know how much it contains? Actually, it's up to you. Actually, it's up to you. You know Vietnamese children. You know Vietnamese children are very excited. Children are very excited to receive money. To receive lucky money from older people. From older people. Visiting someone's house. Visiting someone's house is one of the most important customs in Tet. You know, Vietnamese people. Vietnamese people believe that the first visitor of their families. People believe that the first visitor of their families will determine the fortune. Determine the fortune. For the entire year. So a kind and successful visitor. Will be the lucky side for the family. Because if good things come on the first day of the Lunar New Year, the entire year will be promising. Promising. You know the most sacred moment of Tet holiday. You know the most scare. Moment of Tet holiday is New Year's. Most sacred moment of Tet holiday is New Year's Eve. People will go out to see fireworks. And then go back home for the cozy family meal. Anyone wants to have a better year and feel touched when gathering with their beloved members of their families. Before the New Year's Eve, all Vietnamese people are very excited. To watch the favorite comedy show on TV. End of year meeting. Gặp nhau cuối năm. And after that we will say goodbye to the old year. Goodbye to the old year and welcome the new year. And welcome the new year together. Vậy là chúng ta vừa nói xong tiếng Anh về Tết. Okay. Các con thấy nếu mà chúng ta làm một cái clip ấy mà nói như thế này giống như là mấy cái anh chị này ấy, chúng ta có làm được không? Có. Được không? Dễ thôi, có gì đâu mà không làm được, đúng không? Rồi. Thế thì đầu tiên là sẽ tua lại một chút ấy, để cho các con sẽ xem một số cái từ quan trọng nhá. Trong cái từ quan trọng các con lấy sách vở ra ghi vào.
từ quan trọng. Và cô sẽ hướng dẫn đọc những cái từ quan trọng đấy. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Luyện Nói Tiếng Anh, chuẩn bị về quê ăn Tết đúng không? Và là thời điểm tuyệt vời để quay về với anh về Tết thì chúng ta nói về đây. The most important holiday in Vietnam is Tết. All Vietnam. Bây giờ cô mời một bạn lên đọc cái đoạn này để xem bạn ấy đọc như thế nào. Cô mời bạn là Nam nào. Nguyễn Nam. Nguyễn Nam đọc cái dòng này cho cô xem nào. Bạn Nguyễn Nam có đây không? Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học đấy. Dạ. Ờ, con đọc cái dòng này cho cô. Cái dòng chữ ở trên màn hình. Là... The most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. Rồi tốt, bạn Nam phát âm tốt đấy. Nhưng mà bây giờ cô sẽ sửa lại cho bạn Nam một chút này. Bạn Nam này, nghe rồi lặp lại nhé. Nghe lặp lại. Và các bạn ơi, các bạn hướng dẫn ơi, các bạn mà kèm các bạn khác ấy, chúng ta sẽ phải nghe và chúng ta sẽ cùng luyện. Mình luyện cho mình trước, sau đấy là mình sẽ sửa lại cho bạn ấy nhá. Bạn Nam ơi, cô vẫn đang chưa nói chuyện xong với bạn Nam nào. Bạn Nam bật camera lên. Rồi, nào bây giờ Nam sẽ bật mic lên. Cô sẽ hướng dẫn Nam này. Và đây là cái cách mà các bạn hát, sẽ hướng dẫn các bạn hát nhá. Được không nào? Nào, Nam sẽ nói theo cô này. The most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. Thế cô là the most important holiday in Vietnam is Tết. Làm lại nào. Nam vừa out rồi. Nam làm lại. Nam nghe cô đọc lại này. Nam nghe cô đọc lại. Các bạn cũng phải nghe nhá. Trong quá trình mà các bạn nghe thì các bạn sẽ tại vì là chúng ta học cùng một lớp cho nên là khi bạn nói thì chúng ta sẽ im lặng để cho bạn nói và chúng ta cùng nghe này. Nam nghe lại nhá. The most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. Cô, the most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. Vietnamese. Rồi. Rất là tốt, bạn Nam, bạn ấy đọc lần thứ hai là tốt hơn rồi, được chưa? Tuy nhiên ấy là bạn Nam vẫn còn dùng Vietnamese accent khi mà bạn ấy đọc đúng không? Ví dụ như là từ chi, âm chi là bạn ấy chưa đọc được này. Con đọc lại từ này, important. Thôi rất tốt đó, được chưa? Important. Rất là tốt. Nào bây giờ cô sẽ mời tiếp tục này. The Miss Lunar New Year. The meaning of Tết is welcoming. Rồi, the meaning of Tết is welcoming spring. Cô mời bạn khác. Bạn Phương Anh ạ. À? Phương Anh My à hay là gì đó? Rồi Phương Anh và My, nào bây giờ bạn Phương Anh đọc trước. The meaning of Tết is welcoming spring. Bạn ấy nói cô không nghe tiếng rồi. Không nghe tiếng. Bạn là My vậy. The meaning of Tết is welcome spring. Rồi, bạn My ơi, bạn My, chúng ta không có nhiều âm S gì như vậy nào. My nghe kỹ này. The meaning of Tết is welcoming spring. Đọc lại đi con. The meaning of Tết is welcome spring. Rồi, bây giờ đọc lại cả bộ từ, đọc lại từ từ nào. The. Meaning of Tết is welcoming spring. Rồi, nào đọc lại cả câu mi này. The meaning of Tết is welcoming spring.
Meaning of Tết. Meaning nào, không phải là meaning. Mi nghe kỹ vào. Từ nãy đến giờ cô sửa cho Mi đến 3 lần rồi mà đến lúc đọc câu cuối cùng Mi vẫn phạm phải cái sai lầm đầu tiên. Nghe kỹ này, Mi nghe kỹ cô này. Con đọc theo cô từng từ một. The đọc luôn nào. The meaning of Tết is welcoming spring. Được rồi. Bạn Mi sẽ cặp với bạn nào? Bây giờ giả sử này. Bây giờ giả sử có một bạn đang kèm bạn Mi. Nào bây giờ có bạn nào giơ tay kèm bạn Mi ngay bây giờ nào. Cô sẽ hướng dẫn các con để các con làm việc với nhau đấy. Rồi bạn Linh. Nào bây giờ chúng ta giả sử có cái cặp là bạn Linh và bạn Mi là đôi bạn cùng tiến đúng không? Nào bây giờ bạn Linh ấy sẽ phải giúp cho bạn Mi. Đầu tiên thì bạn Linh mang cái video clip này về nhá. Hôm nay cô sẽ giao cái video clip này luôn. Các con sẽ bắt chước làm giống như người ta, nói giống hệt người ta luôn nha, học thuộc nói giống hệt. Thì bạn Linh với bạn Mi sẽ phải cùng nói, đây là có hai người đúng không? Linh với cả Mi thấy đây là có hai cô đúng không? Mỗi một đoạn là một cô. Thế bây giờ bạn Linh nói đoạn của cái cô này thì bạn Mi sẽ nói đoạn với cô kia chẳng hạn như thế. Chúng ta sẽ quay lại một cái clip cho cô Hạnh này. Và bạn Linh sẽ phải học trước bởi vì bạn Linh học tốt hơn đúng không? Và sẽ nói lại và sẽ luyện lại cho bạn Mi. Mà luyện làm sao mà phải luyện thật là chuẩn. Chứ không thể là rồi bây giờ bạn Linh đọc cái câu này xong đấy là luyện cho bạn Mi, và Mi với Linh bật mic. Bạn Linh nói bé quá, cô không nghe thấy gì. Được rồi, tốt. Bạn Linh nói rất là tốt rồi đấy. Rất là hay. Nào bây giờ bạn Mi sẽ làm theo đi. Bây giờ Linh nghe này. Từ từ nhá. Mi trước khi Linh phải nghe bạn Mi. Bạn Mi bạn đọc sai chỗ nào con phải phát hiện ra để con hướng dẫn bạn ấy. Ok, rồi. Nào bây giờ Mi đọc. The meaning of this is welcoming spring. Rồi bạn ấy đọc hai sai hai chỗ đấy, con phát hiện ra không? Bạn ấy đọc sai chỗ nào con nhỉ? Đọc sai hai từ nào? Spring. Bạn Linh nói bé quá, kiểu cái micro của bạn không tốt. Thôi được rồi, không sao. Được rồi, Linh cứ để đi đi con. Bạn Mi vẫn bị sai hai từ đó là meaning. Bạn ấy cứ nói là missing đúng không? Không phải, bạn phải nói là meaning. Và cái Tết này là không có âm S đằng sau, bạn ấy nói là Tết đúng không? Bạn ấy có thói quen xấu là bạn ấy thêm âm S vào tất cả các từ. Cho nên là khi đó thì mình sẽ phải luyện cho bạn đó là bạn từ bỏ cái thói quen xấu đấy đi, ok? Để cho chúng ta nói. Rồi, rất tốt. Nào, bạn Mi chú ý nhá. Nào bây giờ cô mời bạn khác. Cô mời bạn Thọ. Ai sẽ là người kèm bạn Thọ? Cô biết là bạn Thọ không phải là một bạn nói tốt lắm. Nào ai giơ tay kèm bạn Thọ? Bây giờ cô sẽ cô chỉ ví dụ thôi, cô chỉ ví dụ thôi, còn các bạn về tự 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 phân nhá. Bây giờ cô muốn hai người này, bạn Thọ đâu rồi? Bạn Thọ đâu ạ? Có bạn Thọ ở đây chưa? Rồi bạn Thọ đây rồi, bạn Thọ mở mic rồi. Nào bây giờ bạn nào kèm bạn Thọ? Bạn nào giơ tay nào? Bạn nào kèm được ạ? Bạn Sáng đi. Sáng kèm. Sáng nhá. Rồi. Bây giờ bạn Sáng sẽ là bạn kèm bạn Thọ. Đấy, chẳng hạn như vậy nào, bây giờ cô ví dụ thôi. Bây giờ cả bạn Sáng cả bạn Thọ đều nghe cô đọc và sau đấy thì là các con sẽ tự học này. Bạn Sáng sẽ phải học cho cả con cả bạn Thọ nó này đúng không? Spring based on the Vietnamese lunar calendar. It happens from the first. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc hai câu nhá. Chúng ta sẽ đọc cái câu này đi. Chúng ta sẽ đọc cái câu này thôi. It happens from the first day to the third day of lunar January. Bây giờ Sáng đọc trước nào. Sáng đọc trước cho cô. It happens from the first day to the third day of lunar January. Rồi ok, bạn Sáng không cần phải quá gồng như thế nhá, con cố gắng này. Con nghe lại này, thoải mái ra này. It happens có âm giờ đằng sau này. It happens. It happens.
From the first day. From the first day. From the first day. From the first day. To the Thursday. To the Thursday. Of Lunar January. Of Lunar January. Rồi, nào bây giờ nhiệm vụ sáng này. Thọ bật micro lên. Bây giờ bạn sáng sẽ bảo lại bạn Thọ cách nói cái câu này. Bây giờ đầu tiên yêu cầu bạn Thọ đọc trước. Sau đấy con phát hiện ra là bạn Thọ đang sai ở chỗ nào hay chưa đạt yêu cầu ở chỗ nào thì con sẽ giúp bạn. Thọ đọc đi con. Thọ đọc đi. Cô chẳng nghe thấy bạn đọc gì cơ. Các con hôm nay cái mic của các con nó con cho sát vào miệng. Rồi, được rồi, Thọ đọc lại đi. This happened from the first day to the first day of Lunar January. Bạn Thọ đọc tốt đấy, bạn Sáng ạ. Khéo lại bạn ấy lại kèm mình ngược lại thì chết rồi, đúng không? Nào bây giờ bạn Sáng đã phát hiện ra bạn ấy sai đâu chưa? Rồi ạ. Con nói đi, con nói bạn. Bạn sai từ nào? Đúng rồi, bạn. Rồi, thế bây giờ con cũng không đọc âm S thì làm sao bạn đọc âm S được? Bây giờ con đọc ra nào. Happens. Đúng rồi, happens. Âm S có ba hai cách đọc nhá. Một là đọc là S, hai là đọc là Z, đúng không? Ở đây là âm N, âm N ấy là âm vô thanh, âm hữu thanh, cho nên là âm S phải đọc là âm Z, là một âm hữu thanh. Nhớ là vô thanh đi với vô thanh mà hữu thanh đi với hữu thanh nhá. Đúng rồi, bạn chưa đọc từ happens. Các bạn chú ý nhé, cả hai bạn cùng chú ý này. Và bạn Thọ thì chưa đạt được, chưa làm tốt bằng bạn Sáng ở cái chỗ gì nhỉ? Là bạn ấy chưa có intonation. Intonation là ngữ điệu đó các con, ngữ điệu. Bạn Sáng làm tốt phần ngữ điệu hơn bạn Thọ nhá. Nhưng mà hai bạn cùng tiến mà, phải không? Rồi, chúng ta sẽ đọc, bạn Thọ sẽ đọc lại theo cô này. It happens from the first day to the Thursday of Lunar January. Đọc đi con. It happens from the first day to the first day of Lunar January. Rồi, rất tốt. Lần thứ hai là con đã đọc rất tốt rồi. Bây giờ con sẽ đọc lại cái đoạn này bởi vì cái đoạn này con lại chưa có intonation cho nên cô sẽ hướng dẫn con đọc lại này. From the first day to the Thursday. Thôi đọc lại. It happened from the first day to the first day of Lunar January. Rất là tốt luôn, mà bạn Thọ là giọng rất là hay luôn đấy, có thể là phát thanh viên được nha Thọ nha. Các bạn thấy bạn Thọ đọc nào có hay không ạ? Đọc rất là nhẹ nhàng, giọng rất hay nha, bạn Thọ cố gắng lên được rồi, ok, rất là tốt. Bây giờ cô sẽ mời cặp khác này, cô sẽ mời một cặp bạn khác. Cô mời bạn Hoài và bạn Thư ạ. Hai bạn này có cùng kèm nhau được không hay là phải có người khác kèm nào? Bạn Hoài, bạn Thư ạ. Cô mời bạn Việt Anh sẽ kèm hai bạn là Hoài và Thư đang ngồi cùng với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục. Được chưa? Rồi hai bạn nhá, hai bạn có anh Việt Anh hướng dẫn này. Việt Anh đâu? Việt Anh chạy mất rồi à? Việt Anh chạy mất thì cô mời bạn khác. Cô mời người khác. Cô mời chị Lê. Bạn là Lê được không? Lê được không? Có. Rồi, Lê hướng dẫn hai bạn Hoài Thư. It's from the first day to the third day of Lunar January. You know, Tết is an occasion for family reunion. It's also the great time to forget all the sadness and frustration. Rồi đây mình sẽ đọc cái câu này nó hơi dài nha. Bây giờ cô Hạnh sẽ đọc trước này. Tết is also the great time to forget all the sadness and frustration. Bạn Lê đọc trước cô xem nào.
Tết is also the great time to forget all the sad need and food situation. Thôi, lại nhá Lê nhá. Nó có vẻ hơi gồng một chút nè. Lê đọc nhẹ nhàng hơn một chút à, có nghĩa là mình thoải mái hơn này. Tết is also the great time to forget all the sadness and frustration. Tết is also the great time to forget all the sadness and frustration. Nào lại nào. Bây giờ lại nhá, chưa đạt yêu cầu này, Lê chưa đạt yêu cầu này. Tết is also. Con có thể đọc nối âm luôn này. Tết is also. Tết is also. Tết is also. Con đọc lại. Tết is also. Tết is also. Đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ ở chỗ này ấy, nếu chúng ta muốn đọc nhanh mà đọc tốt, đọc mà nó trôi chảy ấy, thì chúng ta sẽ nối âm luôn với chữ Tết này này. Nó sẽ âm đờ nhé. Cái chữ T này ấy, nếu mà theo Mỹ, theo Anh Mỹ thì họ sẽ chuyển thành âm đờ. Tết is also. Tết is also. Đấy, như thế. Còn nếu không thì chúng ta sẽ đọc là Tết is also. Con thích đọc nào thì đọc. Đọc lại nào. Tết is also the great the time. Great, great, great time. The great time to forget all the sadness and frustration. Đọc lại nào. Tết is also the great time to forget all the sadness and frustration. Mình làm A nhá. Frustration, ok? Frustration. Rồi, rất tốt. Rồi bây giờ đến lượt bạn Hoài và bạn Thư, hai bạn. Bật mic lên đồng thanh nói. Cô là... Tết is also the great time to get all the sadness and frustration. A frustration. Nào, bạn ngoài em đã có vẻ tiếng Anh thì xong rồi. Nào, bạn ngoài nào, frustration. 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 Okay, rồi. Rất tốt. Frustration. Rồi, bây giờ là cả ba bạn này thì đều chưa đạt yêu cầu về vấn đề phát âm nhá. Chúng ta sẽ về chúng ta luyện và chúng ta sẽ cùng luyện với nhau. Ở đây thì cô muốn nói với các con này này, các con hiện tại là các con đọc cũng khá các con nói cũng khá là tốt. Tuy nhiên á là chúng ta sẽ phải chỉnh từng âm một để cho nó chính xác nhá, chính xác từng âm một. Ok, được chưa? Nha. Rồi, cảm ơn ba bạn. Bây giờ cô lại mời bạn khác. Cô mời bạn Vũ Mai nè. Mời bạn Vũ Mai và bạn một bạn nữa. Cô mời hết rồi đúng không? Bây giờ bạn Vũ Mai đi. Cô mời Vũ Mai đọc. Sadness and frustration to return home after a busy year. If you come to Vietnam in Tết holiday, you will understand more about many traditional customs. Rồi. You will understand more about many traditional customs. Vũ Mai đâu nhỉ? Đây em cô ơi. Đọc đi con. Cô ơi, cô cái màn hình nó bị che mất rồi. Cái em dùng cái laptop xong nó bị che mất. Cô đây, đây, được đây được chưa? Rồi, đây được chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. You will understand more about many traditional customs. Rồi, ok. Traditional. Traditional. Đúng rồi, rất tốt. Traditional. Traditional. Understand. Understand.
Rồi, bây giờ giọng của Mai Mai là phát âm rất là tốt rồi, tuy nhiên là con hơi nhẹ, giọng hơi nhẹ một chút, con sẽ phải đọc em con sẽ phải phát âm nó mạnh mẽ lên mà lấy hơi từ trong bụng ra, nhớ chưa? Nghe lại này. You will understand more about many traditional customs. Đọc lại đi. You will understand more about many traditional customs. Rồi, rất tốt. Bây giờ các con, cô yêu cầu tất cả các con ở trong lớp mình á, đó là hạ thấp tông giọng xuống. Hạ thấp tông giọng xuống cho cô, các con đang học đọc hơi cao một chút. Cao là không hay nhá. Bây giờ hạ thấp tông giọng này. Bây giờ bạn Mai hạ thấp tông giọng đầu tiên này. Giờ chúng ta sẽ đọc cái tông giọng thấp nhỉ. You will understand more about many traditional customs. You will understand more about many traditional customs. Rất tốt, đấy. Rồi bây giờ cô mời bạn khác. Linh nào. Linh hạ thấp giọng. Đọc câu này hạ thấp giọng. Chưa được. Nào, hạ thấp giọng xuống nữa này. You will understand more about many traditional customs. More là lên rồi đúng không? Mình sẽ hạ thấp more. You will understand. Các con muốn đọc thấp, các con thêm dấu huyền vào cho cô, không được thêm dấu sắc. Ví dụ vừa nãy con đọc là more là tức là mơ sắc ngó rồi đúng không? Mình sẽ nói là more. Chúng ta không lên giọng như này, ok? We will understand more about many traditional customs. Rồi, ok, chúng ta Linh vẫn chưa đạt yêu cầu về cái độ thấp giọng nhé. Con cố gắng lại, con nghe nhiều và con hạ thấp giọng xuống của con. Lê nào. Lê hạ thấp giọng. Đọc câu này. Lê đâu? À, bạn ấy đi mất rồi à? Việt Anh ở đây chưa? Việt Anh đọc đi. Việt Anh nãy giờ chưa đọc. Việt Anh cũng đi à? Rồi, cũng đi mất đúng không? Rồi, ok, không vấn đề gì này. Rồi, chúng ta đã hiểu cách chưa? Thứ nhất là chúng ta phải đọc đúng từng âm một. Nha. Thứ đầu tiên là phải đọc đúng từng từ một đã. Sau đấy thì chúng ta sẽ đến là ngữ điệu của chúng ta phải trôi chảy, phải lên xuống, đúng không? Cho nó mượt mà, chứ không phải là ngang ngang như này. Cái thứ ba là chúng ta hạ thấp giọng xuống cho cô. Nha. Và bài tập về nhà của chúng ta sẽ là chỉ có mỗi là cái bài này thôi. Chúng ta có thể viết xuống, vở và chúng ta học. Những cái từ nào mà chưa có nói tốt ấy, thì mình sẽ tra từ điển và mình nói. Và sau đấy là chúng ta sẽ cùng luyện với nhau. Và trong một cái clip này thì và hai bạn ấy sẽ làm thành một nhóm và chúng ta sẽ quay cái clip này nhá. Chúng ta dùng điện thoại chúng ta quay lại cái clip này. Được chưa? Cũng không cần phải làm gì nhiều đâu, chỉ cần quay lại cái clip này thôi là được. Xong gửi cho cô. Để cô xem là như thế nào. Được chưa? Hôm sau ok. Hôm sau thì có mỗi như thế thôi, và hôm sau thì chúng ta sẽ học từ mới nhá. Chúng ta sẽ học từ mới trong toàn bộ cái clip này. Cái buổi đầu tiên của chúng ta là chỉ có học về phát âm thôi. Chúng ta chỉ chú trọng vào mỗi một cái vấn đề duy nhất, đó là phát âm. Ví dụ như từ là traditional này, custom này, con chưa cần phải hiểu nghĩa của nó. Tất nhiên hiểu nghĩa thì tốt quá, đúng không? Ở đây người ta đã có dịch rồi đây này. Chúng ta chưa cần hiểu nghĩa nó, và chúng ta cứ chú trọng vào cái việc là phát âm đã. Và các con phải luyện cái phát âm của mình nha. Sau đó ngày hôm sau á, buổi sau, cái buổi mai là chúng ta sẽ học lại toàn bộ những cái từ mới này, xem là nói như thế nào. Và cách của chúng ta đó là như sau. Chúng ta sẽ giải thích cái từ mới này, xem là cái từ mới này là gì. Ví dụ như là traditional custom là phong tục truyền thống, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ đố bạn nào có thể giải thích cho cô biết là cái từ phong tục truyền thống này là gì bằng tiếng Việt. Rồi, mời bạn Linh nào. Cô là
Con cho cái micro quan sát vào miệng và cô mới nghe được, cô không nghe được con nói. Rồi. Rồi rất tốt. Một những cái hoạt động mà từ thời xa xưa mà lặp lại đến tận ngày hôm nay đúng không? À, đến tận ngày hôm nay rất tốt. Đấy là về tiếng Việt. Thế bây giờ mà yêu cầu Linh ấy mà giải thích cái từ traditional custom này bằng tiếng Anh, Linh làm không? Hả? Chưa làm được đúng không? Chúng ta chưa làm được cái điều đấy. Chúng ta sẽ học theo cách như sau. Một là chúng ta sẽ giải thích cái từ này bằng tiếng Việt, sau đó chúng ta sẽ chuyển cách của chúng ta sang tiếng Anh làm nào mà giải thích được bằng tiếng Anh. Sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái câu ví dụ. Ví dụ như là gầu sòng hay là nầu sòng gì đó. Is our traditional custom in Trạm Tấu District, đúng không? Yên Bái Province chẳng hạn. Thì đấy là một cái câu mà mình có thể sử dụng cái từ traditional custom này trong cái câu ví dụ đó. Nhớ nhá, khi mà chúng ta học từ vựng, chúng ta sẽ có hai bước. Một là chúng ta sẽ giải thích cái từ đó, nghĩa của từ đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng từ đó để làm thành câu. Đó là buổi thứ hai đấy, mà là buổi hôm sau. Cho nên là buổi hôm nay mà chúng ta làm tốt cái phần là gì nhỉ? Chúng ta học tốt cái phần này thì hôm sau chúng ta sẽ không cần quan tâm đến đến cái chuyện là mình phát âm cái từ đó như thế nào nữa nhá, các con nhá. Và cố gắng là những cái từ nào là từ mới đối với chúng ta ấy, chúng ta chỉ giải thích những từ mới thôi, còn những từ cũ thì chúng ta không cần giải thích nữa. Đối với ví dụ như là bạn A với bạn Linh chẳng hạn, bạn chỉ có 10 từ mới trong cái clip này thôi, nhưng mà bạn Hoài chẳng hạn thì bạn có tận 15 cái từ mới trong cái clip này. Vì thế cho nên là các con sẽ viết toàn bộ, các con về nhá, các con về nhà các con viết toàn bộ cái này xuống vở. Sau đấy các con gạch chân những cái từ mà là từ mới của mình. Sau đó nghĩ ở trong đầu, cha nhá, ở đây thì có hết rồi đây này, đúng không? Traditional custom là phong tục chẳng hạn, đúng không? Thì các con sẽ tìm cách các con giải thích cái từ đó bằng tiếng Việt trước, sau đấy giải thích nó bằng tiếng Anh, sau đấy đưa ra một cái câu ví dụ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nháp luôn này, làm nháp luôn để hôm sau chúng ta chỉ việc làm thôi nhá. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn. Cô mời bạn Phương Anh nào. Phương Anh. Cô mời bạn Phương Anh nào. Phương Anh được. Phương Anh có đây không? Rồi bây giờ bạn Phương Anh vẫn không có mic à? Bạn Phương Anh cho người ấy vào sao nào? Rồi. Rồi ok, Phương Anh cho mic xuống. Rồi. Giờ Phương Anh nhìn cả cái câu này xem là cái nào là từ mới với con không? Từ nào từ mới? À cái cả câu này con hiểu rồi gì? Vâng. À, tốt quá. Nào bây giờ thế thì giả sử nhá. Giả sử là cái từ important này là từ mới với Phương Anh ấy. Thì Phương Anh viết cái câu này xuống vở, sau đấy Phương Anh sẽ gạch chân cái từ important này đúng không? Và Phương Anh sẽ phải bây giờ Phương Anh giải thích nghĩa của từ important cho cô. Em thưa cô là important là quan trọng. Thôi không được. Quan trọng là đấy là con giải thích tiếng Việt, nhưng bây giờ mà con giải thích bằng tiếng Anh thì important là gì? Con phải giải thích lòng vòng thì mới ra được, chứ còn nếu mà ai cũng biết important là quan trọng rồi thì chẳng cần con phải giải thích. Giải thích kiểu gì? Bây giờ giải thích kiểu gì? Từ quan trọng giải thích kiểu gì? Không biết giải thích kiểu gì. Đúng rồi, cái từ quan trọng này thì đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là người ta giải thích cái từ quan trọng như thế nào trong tiếng Anh nhé. Vâng. Nếu mà chúng ta không có cái ý tưởng gì về cái chuyện là giải thích cái từ quan trọng này, chúng ta sẽ tra từ điển này. Cambridge Dictionary.
Rồi đúng ra sẽ đánh cái từ important vào đây. Học người ta. Rồi cái từ này này. Necessary or of great value. Necessary là cần thiết đấy. Rồi chúng ta sẽ có thể dùng một cái từ khác là necessary. Hoặc là great value là một cái gì đó có giá trị rất tuyệt vời. Value này là một giá trị rất là tuyệt vời. Họ giải thích như thế đúng không? Vâng. Ờ. À, nào bây giờ con sẽ nói là important ấy, là một điều gì đó rất là cần thiết mà tôi phải làm nó. Rất cần thiết với tôi chẳng hạn. Đó. Đúng không? Và sau đấy ấy, thì ở đây người ta sẽ đưa ra những cái câu ví dụ đây này. Đây là cái cách học đúng nhất nhá. Cách học từ mới đúng nhất này. Chứ không phải là con học mỗi là important xong con hai chấm từ quan trọng là xong. Con chỉ nhớ từ quan trọng. Nếu một ai đó, ví dụ con gặp một bạn người Ấn Độ hay là người Indonesia chẳng hạn. Mà con nói từ important bạn ấy không hiểu. Bạn bảo đó là một từ mới đối với tôi đấy. Bạn có thể giải thích cho tôi cái từ important. Tôi không biết nghĩa của từ đấy. Thì con phải làm nào mà họ hiểu được cái nghĩa của nó đúng không? Mà lại không phải là bằng tiếng Việt. Thế bây giờ bạn con giải thích kiểu gì? Họ đâu có biết tiếng Việt đâu. Mà con nói là ôi cậu ơi, important là quan trọng đấy cậu ạ. Nó sao người ta hiểu được đúng không? Đó, đã hiểu cái cách này chưa nào? Các bạn đã hiểu cách này chưa? Rồi nhá. Và bây giờ thì cô giao cho việc đó. Ok. Cái clip này và hoạt động và bài tập của chúng ta đã nắm được chưa nhỉ? Từ giờ đến ngày thứ tư chúng ta đã nắm được bài tập chưa? Rồi ạ. Rồi ok. Rồi. Sau đó chúng ta ghi lại clip nhá. Alright. Rất là tốt. Rồi. Bây giờ thì cô sẽ đây ở đây thì có một cái bài viết. Hôm trước chúng ta sẽ có một cái bài viết. Rồi ở đây nhá, ở đây là cô đã gửi cho các con ấy. Con có đang nhìn thấy màn hình không nhỉ? Đợi cô tí. Đây. Đây các con có đang nhìn thấy cái màn hình này không? Thông tin trên màn hình này, cấu trúc cho chủ đề Talk About Tết Holiday này. Các con có nhìn thấy không? Rồi, ok. Và ở đây ấy, thì người ta sẽ đưa ra cho mình một số câu giới thiệu về một cái bài nói gì đấy. It's my honor to tell you about. Thì những cái câu như thế này ấy, là chúng ta sẽ dùng được rất là nhiều trong các cái bài nói cũng như là đặc biệt là bài về Tết Holiday. Cái buổi đầu tiên của chúng ta ấy, đó là chúng ta học họ nhá. Làm thế nào để nói được giống hệt họ và quay lại clip cho cô. Cái buổi thứ hai thì chúng ta sẽ học các cái từ mới để chúng ta có thể làm thành các câu. Và đến cái buổi cuối cùng là buổi thứ ba là chúng ta sẽ phải talking về Tết Holiday luôn. Nhớ chưa nào? Talking tức là chúng ta tự nói. Vậy thì khi mà chúng ta tự nói, chúng ta phải viết cái bài nói giống như bạn Linh ngày hôm nay bạn ấy nói ấy. Bạn ấy viết ấy. Nhưng mà Linh ơi, chúng ta không đọc nhé. Chúng ta không đọc nha. Chúng ta phải nói, chúng ta phải ghi đầu dòng ra thôi. Và chúng ta học những cấu trúc này để chúng ta nói được. Ví dụ như mình sẽ nói là today is my honor to tell you about Tết Holiday in Vietnam. Đúng không? Thì mình sẽ about mình ghi vào thôi, Tết Holiday thôi, in Vietnam thôi. This occasion is widely expected by many people. Được rất là nhiều người, many people, trông đợi này, widely expected. Trông đợi đúng không? Thì chúng ta không cần phải học là widely expected là trông đợi, mà chúng ta học cả cái câu này luôn cho cô. This occasion is widely expected by many people in Vietnam. Chẳng hạn như thế. Được không? Mình dùng những cái cấu trúc này để mình nói cho làm sao mà cho nó hay. Nó hay hơn nhá. Và mình sẽ phải viết ra, không phải là viết bằng Google dịch nữa, mà các con cố gắng là các con viết cái bài này theo cái ý nghĩa của các con. Đầu tiên các con check ra là con sẽ nói cái gì bằng tiếng Việt đó. Sau đó các con sẽ chuyển thành bằng tiếng Anh nhá. Đó. Được chưa? Nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đọc mấy cái câu trúc này nhá.
Các con tắt mic và đọc theo này. It's my honor to tell you about. This occasion is widely expected by many people. The festival often takes place from two. It is considered the most popular event. There are plenty of fun activities during this festival. It is one of very few occasions that we always like to take part in. It is so important not only to me, but also to others because it plays an important role in our life. Ok, được chưa? Mình sẽ lại nhá, lại một lần nữa này, các con chú ý này. It's my honor to tell you about. This occasion is widely expected by many people. The festival often takes place from two. It is considered the most popular event. There are plenty of fun activities during this festival. It is one of very few occasions that we always like to take part in. It is so important not only to me, but also to others because it plays an important role in our life. Được chưa? Ok, rất là tốt. Rồi, còn 15 phút cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng luyện phát âm nhé. Cô thấy là các con vẫn chưa tốt về mặt phát âm, cho nên là chúng ta sẽ cùng luyện phát âm. Các con đang có vấn đề là các con đọc, các con phát âm á, những cái âm mà âm bật hơi ấy, chưa tốt, và chúng ta sẽ lại làm lại âm bật hơi nhé. Chúng ta sẽ chú trọng vào các cái âm bật hơi cho cô. You're done. Âm bật hơi của chúng ta. Môi trường cấp 3 tại Hà Nội, định hướng học sinh trở thành doanh nhân tương lai, có chỗ ở và quản lý nội trú. Nào bây giờ các con sẽ đọc theo cô luôn. Like this. Pack, okay. The most important part of the whole lesson. Các con nhớ là đây là âm bật hơi này. Pack. Pack. Okay. Let's begin. Let's begin. Pack. Pack. Đọc 3 lần nhỏ. Pack. Pack. Pad. 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 Âm A bẹt. Pad. Page. 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 Paint. 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 Park. Cái từ này chúng ta đọc này. Chúng ta có âm N ở giữa này. Paint. 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 Park. 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 Pat. Pat. Paw. 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 Peace. 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 Pet. 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 Place. 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 Balan. Place. Plan. 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 Please. 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 Plus. 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 Point. 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 Port. 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 Post. 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 Prepare. 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 Present. Present. Present, present, puff, puff, put, puff, put, put,
Let's pause here for a second and review the final stop rule. Let's get cheap. 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 Chip. Trip. 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 Chop. 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 Clap. 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 Drip. 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 Drop. 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 Flap. 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 Group. 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 Gulp. 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 Help. 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 Jump. 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 Keep. 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 Map. 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 Shape. 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 Sharp. 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 Shop. 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 Sleep. 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 Step. 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 Swipe. 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 Awesome. Set up. Now let's practice pronouncing words with the p. Rồi, bây giờ spear. 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 Speech. Spear. Speech. Speech. Spell. 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 Spend. Spell. Spend. 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 Spent. Spent. Spider. 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 Spill. 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 Spin. Spin. Spin, spin, spit, 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 spite, 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 spoil, 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 spoke, 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 spree, 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 spy, spy, spy. You're done. Các bạn ơi, các bạn chú ý vào nhá, đừng có làm ồn nhá, để cho mọi người cùng sẽ luyện âm này. Đây là cái thời gian mà con luyện âm, được chưa? Cái âm p này là một âm bật hơi, p, p, chứ không phải là p, ok? Được chưa? Rồi, bây giờ còn 10 phút nữa, cô sẽ lại quay lại cái clip này và các con sẽ đọc đuổi theo họ nhá, đọc đuổi theo cô. Cô sẽ đọc từ đầu đến cuối và cho các con đọc đuổi theo. Ok, được chưa nào? Để các con đỡ mất cái công mà tra từ để xem cái từ đó đọc như thế nào nha. Bây giờ cô sẽ đọc rất chậm này, sau đấy các con sẽ đọc theo cô luôn, đọc buổi nhá. The most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. The most important holiday in Vietnam is Tết or Vietnamese Lunar New Year. The meaning of Tết is welcoming spring. The meaning of Tết is welcoming spring. Based on the Vietnamese lunar calendar. Based on the Vietnamese lunar calendar. Calendar. It happens from the first day to the third day to of lunar January. From the first day to the third day of lunar January. You know, Tết is an occasion. Tết is an occasion for a family reunion. Reunion. Các con đọc lại nào. Reunion. Reunion. Occasion for family reunion is also reunion nhá các bạn nhá. Cái từ này đọc là reunion. Các con đọc lại cho cô. Reunion. Reunion. Reunion, okay? Reunion is also the great time to forget all the sadness and frustration to. Rồi. Tết is also the great time to forget all the sadness and frustration. Frustration to return home. To return home after a busy year. After a busy year. If you come to Vietnam in Tết. If you come to Vietnam in Tết holiday.
holiday, you will understand more about many traditional customs, such as visiting a person's house on the first day of the new year. Ancestor worship or Happy New Age. Tet is a happy time for all people. People to cook special traditional foods. To clean houses or to visit graves of their ancestors. Although each region and religion. Các con đọc từ này nè. Religion has its own customs. Religion has its own customs, but generally it can be divided into three periods. But generally. Những cái từ khó thì cô sẽ đọc đi đọc lại cho các con có thể theo dõi được nhá. Generally. Tết can be divided into three periods known as before New Year's Eve. Before New Year's Eve. New Year's Eve. Các con nhớ cái âm ở giữa nha. And the New Year. New Year's Eve and the New Year. Tet cuisine is an extremely important part. So housewives prepare many typical fruits for Tet. Such as chung cake, Vietnamese sausage, boiled chicken. Cái âm này đọc là d nhé, ed này đọc là d này, boiled, các con nhé, boiled chicken, Vietnamese sausage, boiled chicken, pork stewed in coconut juice. Pickled onion. Ở đây chúng ta sẽ đọc là pickle, nhưng mà thêm âm d đằng sau nhé. Pickled onion, candied fruits. Coconut juice, pickled onion, candied fruits. There is an interesting custom. Okay. There is a very interesting custom in Tet holiday. It's called. Cold, ở đây lại đọc là d nhá. Cold, Happy New Age. In Tet holiday is called Happy New Age. Rồi, it means you give lucky money to children and the elders. Chỗ này đọc là V nhá các con nhá, bởi vì là âm L là nguyên âm, cho nên là chúng ta trước nguyên âm thì cái từ d thì nó sẽ đọc là từ V. That means you give money to children and the elder. These red envelopes contain money. In money. And do you know how much it contains? Do you know how much it contains? It contains? It's up to you. Ở đây chúng ta sẽ có nối âm là sub này luôn nha. It's up to you. You know Vietnamese children are very excited to. Rồi. You know Vietnamese children are very excited to receive money from. To receive lucky money from older people. Visiting someone's house is one of the Visiting someone's house is one of the most
important customs in Tết. Most important customs in Tết. You know, Vietnamese people believe that. Vietnamese people believe that the first visitor of their families. The first visitor of their families will determine the fortune. Will determine the fortune for the entire year. Y là nguyên âm cho nên chúng ta sẽ đọc là the nhá, for the entire year. For the entire year. So a kind and successful visitor. So a kind and successful visitor will be the lucky sign for the family. Will be the lucky sign for the family. Family, because if good things come on the front. Because if good things come on the first day of the Lunar New Year. First day of the Lunar New Year, the entire year will. The entire year will be promising. Will be promising. You know the most sacred moment. You know the most sacred. Để cô nghe lại cái từ này. The most sacred moment of sacred. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ này đọc là sacred. Nhưng mà chúng ta sẽ thêm d đằng sau sacred. Okay. You know the most sacred moment. Sacred moment of Tết holiday is. Of Tết holiday is the New Year's Eve. New Year's Eve. People will go out to see fireworks. See fireworks and then go back home for. And then go back home for the cozy family meal. For a cozy family meal. Anyone wants to have a better year and feels touched. Ở đây chúng ta sẽ có cái âm này là âm ch. Touched. Okay, bạn Liên với bạn Lan này từ nãy không thấy có nên đâm ra là cô không có gọi. Nãy có học không? Nãy có ở trong lớp không? Hình như là có nhưng mà không có thưa đúng không? Rồi, không sao. Nào các bạn chú ý vào đây là nốt nào. Chúng ta bị muộn giờ một chút rồi. Cái âm này ấy, đọc là touch. Thì chúng ta sẽ là đằng sau âm ch mà có ed thì chúng ta sẽ đọc là ch. Chúng ta không đọc là d. Cho nên chúng ta sẽ đọc là touched. Hôm nay các bạn có vẻ là không có hào hứng học lắm mà không cô đọc mà không thấy bạn nào đọc theo gì hết hay sao nhỉ? Ok. To have a better year and feel touched when gathering with their beloved members of their family. Rồi. When gathering. Các con chú ý cái âm giờ này, thẻ lưỡi ra nhá thì nó mới tây được, ok? Gathering with their beloved. Ở đây chúng ta có rất là nhiều cái âm ed nhá, đó là thì quá khứ đó. Thì có hai cách đọc âm ed, đó là đọc là d và đọc là t, đúng không? Đó, d và t. Đằng sau âm hữu thanh thì chúng ta sẽ đọc là d, bởi vì d là hữu thanh, còn đằng sau âm vô thanh chúng ta sẽ đọc là t, t là vô thanh nha. Vô thanh là p, t, t. Đó, những cái âm đó, những âm đó là âm vô thanh nhá. Còn đây là âm hữu thanh cho nên chúng ta sẽ đọc là beloved, ok? Beloved members. Cố gắng không được quên các cái âm cuối, đặc biệt là các cái âm s này và âm ed, nó còn phải đọc rất là rõ ràng nha. Members of their families. Before the New Year's Eve, all Vietnamese people are very excited. Rồi. Vietnamese people are very excited to watch the favorite. To watch the favorite comedy show on TV. Comedy show on TV. End of year meeting. Gặp nhau cuối năm. And after that we will say goodbye to the old year. Say goodbye to the old year and welcome the new year. And welcome the new year together. Together. Vậy là chúng ta vừa nói xong tiếng Anh về. Rồi. Các con cảm thấy nó khó lúc đầu thôi nha. Nhưng mà sau đó thì các con sẽ cảm thấy nó rất là dễ, không có vấn đề gì cả. Ngày nào chúng ta, tuần nào chúng ta sẽ cũng có 3 buổi. Cho nên là chúng ta cố gắng nha.
Buổi đầu tiên bao giờ cũng rất khó, sau đó chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ dần, và lúc đấy sau một tuần thì chúng ta sẽ nhớ được rất là nhiều các cái từ liên quan đến cái chủ đề đó. Các con có cảm thấy như học như vậy dễ dàng hơn nhiều so với lại cứ ngồi mà nhìn vào mấy quyển vở không? Nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã muộn rồi, 5 giờ rồi. Vậy bài tập về nhà của chúng ta ấy, ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ bắt cặp với nhau, mỗi một cặp sẽ có 2 bạn và 2 bạn đấy sẽ nói toàn bộ cái video clip này và quay lại clip gửi cho cô Hạnh. Với lúc đó cô Hạnh sẽ biết là các bạn đọc sai ở đâu, cô Hạnh sẽ biết và hôm sau cô sẽ chỉnh lại cho các bạn nhá. Được không? Ok, rồi. Hôm sau chúng ta vẫn học video clip này đó. Vẫn học nha, bằng cách là chúng ta sẽ học nạp từ mới. Và buổi sau nữa, tức là buổi thứ 6 là chúng ta sẽ học nói nha. Ok, hôm nay các con học, các con hơi mất tập trung một chút thì phải. Các con sẽ cố gắng tập trung hơn nhá. Bởi vì lớp mình đông, cô Hạnh sẽ không thể nào mà chăm chút từng bạn một được, cô vẫn cứ dạy thôi, nhưng mà cái kết quả của các bạn chính là cái video clip mà các bạn gửi cô, hoặc là cái kết quả là hôm sau cô kiểm tra lại, ở bất kỳ một bạn nào đọc một cái từ nào đó thì các bạn đọc được, các bạn nói được, thì lúc đó mới là chứng minh được là cái hiệu quả của chúng ta. Nhớ chưa nào? Trên lớp thì cô chỉ hướng dẫn thôi, và sau đấy thì các bạn về nhà tự học nhé. Ok, có bạn nào cần review gì không nào? Stop share. Hôm nay các con thấy bài học như nào, có khó lắm không? Không ạ. Cho em phát biểu được không cô? Bạn nào đấy? Bạn nào phát biểu đấy? Em Lê ạ. Lê phát biểu đi em. Do mấy hôm nay em đang viêm họng thì nên là giọng dạo này nó cứ bị lạ lạ. Ok, rồi không có sao cả. Học nghe nó có vẻ không hiệu quả lắm. Tức là sao không hiệu quả con? Phát âm nó chưa được chuẩn do hơi có vấn đề về giọng một tí ạ. Không sao, không sao. Mình đang học mà. Sao mà chuẩn ngay được đúng không? Mình đang học, được chưa? Mỗi một người sẽ có những cái điểm yếu này, điểm yếu kia. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải sửa dần những cái điểm yếu của mình. Được không nào? Chúng ta sẽ sửa lại nhá. Không vấn đề gì cả. Ở trong cái clip này thì họ nói hơi nhanh các con ạ, nói hơi nhanh cho nên mình sẽ tua đi tua lại để nghe lại cho nó rõ. Vừa nãy là cô Hạnh đã hướng dẫn các con rất là chậm đúng không? Các con không cần phải đọc nhanh giống họ nhá, không cần phải đọc nhanh giống họ này. Các con cố gắng là có hai vấn đề nhá, bạn Lê với tất cả các bạn khác này, hai vấn đề các con phải chú ý quan trọng nhất cho cô này. Thứ nhất là các con phải phát âm đúng từng từ một. Cái thứ hai là các con phải có intonation, tức là ngữ âm ngữ điệu. Nếu không thì cái chuyện nói chuyện của các con nó rất là nhàm, nó chán ấy. Nhớ, nhớ chưa nào? Ok. Rồi, chúng ta thống nhất bài học, chúng ta thống nhất về cái cách học và các cái clip và các cái bài tập mà trả bài cho cô chưa? Rồi nhá, mình thử học như thế khoảng vài tuần xem chúng ta có tăng trình độ lên không? Chỉ trong một tháng chúng ta có 4 chủ đề thôi, cho nên là chúng ta cố gắng nhá. Hôm sau cô cái chủ đề này là rất là hay. Và cái hôm sau thì cô sẽ tìm cái chủ đề hay hơn nữa cho con nhé. Hôm sau chúng ta sẽ có mỗi một tuần chúng ta sẽ có một chủ đề thôi. Ok. Học ít nhưng mà hiệu quả nha. Có bạn nào muốn nói gì không? Hôm nay có khó lắm. Ngoài bạn Lê ra thì có bạn nào muốn chia sẻ gì không? Nếu mà không bạn nào chia sẻ gì nữa thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé. Hôm nay chúng ta bị muộn rồi. Cô rất là xin lỗi hôm nay là cô đã vào muộn một chút. Hôm sau chúng ta cố gắng vào lúc 3:30 nhé, để chúng ta học được nhiều hơn. Ok, được chưa? Rồi, bye bye các con. See you. Bye bye cô. Bye bye nhé. Bye cô.